làm vua một ngày cảm tưởng có nên như thế nào? Muôn tâu bệ hạ, thay thế bệ hạ làm vua một ngày, thần cảm thấy cũng như là nhất quân tại tù. Ăn không dám ăn, nói không dám nói. Sao vậy khanh? Sợ nói bày. Nó bó buộc trong thuyền, phất lễ nghi, nó giam mình trong vàng ước ngọc. Bệ hạ ơi, bởi thần là một anh kép hát, có được làm vua cũng lòi ra cái mặt phân son. Đã biết thần mình không có chân mạng đê dương, thôi thì ngôi bao đó thần xin trả về cho bệ hạ. Vì thần chỉ quen cái nghề mua mai quay cuồng trong thiên hạ, chứ không muốn được làm vua nắm giữ một sang.